everyone, bây giờ cô và các bạn mình sẽ tiếp tục sửa bài tập Unit 9 của chương trình ngữ pháp lớp 5 của chúng ta hôm nay. Thì trong cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ sửa đến trang số 64. Thì cái chủ đề hôm nay thì chúng ta học chủ yếu là về modal verb. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về modal verb. Thì modal verb nghĩa là động từ tình thái. Thì thường thì sau modal verb thì các bạn sẽ đi với verb nguyên mẫu. Và bây giờ chúng ta sẽ học ba cái modal verb chủ yếu, đó chính là made, might và could. Thì các bạn lưu ý là made, might và could thì nó có nghĩa là có thể, và nó sẽ diễn tả một hành động là có thể là một cái phần dự đoán và nó sẽ có thể xảy ra ở tương lai hoặc là hiện tại ngay bây giờ. Và các bạn lưu ý thì mình sử dụng ba cái modal verb này thì nó sẽ có nghĩa giống như là nó bằng nhau, nó sẽ không có một cái điểm khác biệt gì quá quan trọng cả. Mình có thể sử dụng là made, might hoặc là could, tại vì ba cái chữ này mình sẽ sử dụng chữ nào cũng được cả. Và tiếp theo đó chính là về cấu trúc, thì các bạn lưu ý giùm cho cô cấu trúc câu khẳng định thì modal verb sẽ cộng với made, might hoặc là could, và tiếp theo đó chính là động từ nguyên mẫu. Còn về cái câu phủ định thì các bạn lưu ý giùm cho cô là chủ từ cộng cho modal verb made, might hoặc là could thì sẽ đi với not, và sau đó sẽ là đi với verb nguyên mẫu. Thì như cô đã nói là nó không có khác biệt gì quá to lớn, nên là chúng ta có thể là sử dụng nó bằng nhau được. Thì nó đều là diễn tả và một cái hành động có thể xảy ra ở tương lai, và giống như là nói về một cái dự đoán của chúng ta ở tương lai hoặc là có thể xảy ra ở bây giờ. Thì bây giờ thì cô cũng sẽ nói với các bạn một chút xíu về từ modal verb, đó chính là will và won't. Thì will và won't thì nó sẽ nói về một cái điều gì đó nó sẽ đúng ở tương lai, và nó sẽ sử dụng ở trong câu điều kiện loại một. Nó sẽ một cái hành động nào đó sẽ phụ thuộc vào cái hành động thứ hai, thì mình có thể là sử dụng là will hoặc là won't. Will thì ở câu khẳng định và won't sẽ là ở câu phủ định. Thì cái phần câu điều kiện loại một này thì cô đã hướng dẫn cho các bạn những cái bài trước đó rồi, thì bạn nào mà mình quên thì mình có thể xem lại cái video trước đó. Thì tiếp theo thì các bạn mình sẽ nhìn vào cái phần bài số 1 người ta yêu cầu ha. Read the text and circle the modal verb. Thì bây giờ mình sẽ đọc bài và mình sẽ khoanh tròn những cái modal verb. Thì những cái modal verb thì cô cũng đã nói cho các bạn rồi. Thì bây giờ mình sẽ khoanh tròn những cái modal verb này. Được chưa nào? Vậy hi, my name's Shirley Mason. Thì bây giờ là tôi là tên bạn này tên là Shirley Mason. I'm 10 and I go to school. Thì bạn này 10 tuổi và đang đi học. And my hobbies are drawings and painting. Và sở thích của tôi là vẽ và tô màu. I think I'm quite good at art. Thì bạn này nghĩ rằng bạn có thể là một số biểu hiện tốt ở trong môn mỹ thuật. And next year, các bạn lưu ý nha, next year I may study art as a special at school. Thì bạn có thể là sẽ học ở một cái trường mỹ thuật đặc biệt. Thì bây giờ modal verb của chúng ta đến từ may, thì người ta khoanh tròn rồi. Tiếp tục, the school is a long way from my home. Thì cái trường học nó là xa ở nhà. So I might have to take a bus to get there. Và vì vậy bạn như thế nào, có thể là gì, bắt xe bus đi tới đó. Và các bạn thấy là động từ của chúng ta đó chính là might. Thì bây giờ các bạn khoanh tròn và dùng cho cô là might. Tiếp tục, I could be better at art if I had more time to practice. Thì bây giờ mình thấy cái động từ tiếp theo đó chính là could. Thì mình nhớ mình phân trần từ could và dùng cho cô. Thì ý của bạn này nói là bạn có thể là tốt hơn nếu mà bạn có nhiều thời gian để thực hành. Tiếp tục, and my art teacher say I may win an award for my drawing when I'm older. Vậy một từ động từ tình thái tiếp theo đó chính là may. Thì các bạn phân trần từ may và dùng cho cô. Thì câu này nghĩa là giáo viên của bạn này nói là bạn sẽ có thể chiến thắng và được những cái phần thưởng về vẽ khi mà bạn lớn hơn. I may not win as this year. Thì bây giờ các bạn nhớ là bạn này là giống như là không thể đạt và có chiến thắng vào năm này được. Thì mà một cái modal verb tiếp theo đó chính là might. Thì các bạn khoanh tròn và dùng cho cô. But things could be different next year. Nhưng mà mọi thứ có thể khác vào năm tiếp theo. Thì có từ could, thì bạn nhớ mình khoanh từ could và dùng cho cô. Thì cái phần này là khá là đơn giản, thì mình chỉ cần đọc bài mình khoanh cái